Trước đó, trên tuyến quốc lộ 14C từ tỉnh Gia Lai đi thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Gia Lốp, huyện Ea Sấp đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng 5 thanh niên dùng mã tấu chặn hai xe tải đang chở nông sản rồi chém vỡ kính cửa xe, buộc hai tài xế trên xe phải đưa tổng số tiền 400.000 đồng. Sau khi bị cướp thì hai lái xe sợ hãi đành bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Ea Sấp đã tập trung lực lượng điều tra. Nhận được nguồn tin của công an xã Gia Lốp ấy cho biết là có một số thanh niên ấy là chặn ở cái cầu Gia Lốp sang phía bên Gia Lai, nên là xin tiền và dùng cái hung khí để chặn xe và xin tiền. Trước tình hình đó thì sau khi mà nhận được tin báo thì lãnh đạo công an huyện là chỉ đạo cái lực lượng cảnh sát điều tra hình sự kinh tế ma túy là vào tập trung xác minh. Thì sau khi mà nghe cái thông tin như thế thì chúng tôi đã cử cái mũi trinh sát vào ấy là phối hợp với chỗ công an xã Gia Lốp để trước tiên thì chúng tôi xác định cái người bị hại là ai. Thế sau khi xác định cái người bị hại là có hai cái xe tải là người bị hại là bên từ bên Đức Cơ của Gia Lai sang và vận chuyển hàng hóa là từ hạt đều ấy là từ ở bên Gia Lai sang đến tuyến Súp đi Sài Gòn. Thế qua cái tuyến Súp thì vào cái đêm đó thì là hai tài xế đến đó thì bị một số 6 thanh niên là dùng hai cái mã tấu, sau đó chặn xe, dùng xe máy là chặn ở đầu xe. Sau khi chặn đầu xe thì bắt đầu chúng xin tiền. Thế lúc đầu là ấy là cho đối tượng ấy là xin ấy là 100.000, xong ấy là về sau lại nèo xin thêm ấy là 100.000 nữa. Và cái xe sau ấy thì lại cũng tiếp tục ấy là chặn xe và xin 100.000, thì tài xế cũng có cho là có 100.000 thì đối tượng xin tiếp. Sau khi mà xin tiếp thì là tài xế không có tiền nữa thì đối tượng ấy là dùng đá ném vào xe. Sau khi ném vào xe xong thì đối tượng lại dùng cái mã tấu là chém xe, chém vào cái thành xe. Thì đối tượng là lại dùng cái mã tấu là đập vào kính xe, bể kính xe, sau đó là tài xế sợ quá là đưa cho coi như là đối tượng là thêm 100.000 nữa. Cái băng này là theo như lời khai của bị hại thì nó có 6 đối tượng. Thì nổi lên thì chúng tôi rà soát ở các cái xã lân cận nó. Thì qua rà soát thì chúng tôi đã rà soát được coi như là 6 cái đối tượng. Thì chúng tôi đã triệu tập các đối tượng ra và đấu tranh, là sau đó thì đã đấu tranh làm rõ các cái đối tượng đã khai nhận nên là toàn bộ cái hành vi của mình. Nhóm cướp bị bắt bao gồm Lò Văn Sáng, Lò Văn Đào, Hà Văn Hòa, Hà Văn Chuẩn, Hà Văn Thể và Hà Văn Sơn đều trú tại xã Ea Lốp, huyện Ea Sấp. Tại cơ quan, Lò Văn Sáng đã khai nhận sau khi nhậu xong, Sáng nảy sinh ý định đi chặn các xe tải trên quốc lộ 14C để xin tiền, nên hắn đã rủ các đối tượng trên đi cùng và cả nhóm cùng đồng ý. Sau khi nhậu xong thì đi xuống chỗ bàn bì già chỗ lâu nàng chơi được một lúc thì rủ nhau đi nhậu ở chỗ cầu Đại Tôn được một lúc thì em bảo ra nhậu ở chỗ cầu 14C có xe mía đi qua thì chặn xin tiền. Rồi ngồi được một lúc thì Sơn đau bụng đi vệ sinh thì hai xe tải cũng vừa đến. Ra em vẫy tay xin thuốc, tài xế đưa cho hai đứa thuốc. Sau đưa cho hai đứa thuốc thì lúc đó quay về chỗ ngồi nhậu thì Hòa với Đào cầm đá ném nhau sau xe. Sau rồi em lên lấy chìa khóa xe của Chuẩn, bảo lên xe chở Chuẩn với Đào lên đuổi theo xe chặn xe. Đến gần đầu xe cách khoảng 2-3 mét thì xuống xe dừng xe, em với Đào xuống xe, Chuẩn dắt xe máy ra chặn ở đầu xe. Em vào hỏi tài xế bảo anh có tiền không cho bọn em xin vài chục mua bia. Rồi tài xế đưa cho 2 tờ 50.000. Sau đó tài xế đưa xong quay ra thì thấy tài xế xe thứ hai đưa cho Hòa 100.000. Em quay lên chỗ Chuẩn bảo xin thêm 100 nữa. Em lại quay sang chỗ tài xế xe thứ nhất xin thêm 100 nữa. Nhưng tài xế bảo không có tiền nữa. Rồi tài xế kéo kính lên thì thể cầm dao vô chặt cửa. Rồi em bảo với thể bảo đưa dao cho em, vô em chặt vừa kính nữa. Vừa kính cho người Chuẩn bảo cho bệnh em xin thêm 100 nữa, tài xế đưa cho 100 nữa. Sau đó em bảo Chuẩn đi dắt xe cho anh đi. Rồi đi xuống chỗ Đào với Hòa thì
tài xế xuống thì chuẩn xin thêm 100 nữa thì tài xế đưa cho em. Tổng cộng bọn em cướp được 400.000 của tài xế xe tải. Sau đó tự kéo lên dây cầu với ba, cầm thêm hung khí và chặn xe, lợi dụng lúc ít người nhiều xe đi với lại vắng vẻ, chúng tôi chạy lên cầu 14C để chặn xe xin tiền hút thuốc uống rượu. Do tụi em nhiều người và có mang theo hung khí nên là các tài xế sợ nên đưa tiền. Hiện vụ việc đang được công an huyện Ea Sấp tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý.